Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm mắt hơn nhìn cuộc đời Canada, kính thưa cô Quách Văn Liên, chú cụ Quách Văn Liên. Hôm nay mắt hơn nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trao tặng cho chú Phạm Văn Khang, 67 tuổi. Chú hiện là đang có bệnh gan, nên vậy gia đình rất là khó khăn, không có nhà ở. Hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến đây trao tặng cho chú một phần quà và gạo và 800.000 tiền mặt. Sao chú? Thì được biết qua thì chú không có cái nhà ở, nhà trước ở hư hại sập sờ rồi không có chỗ ở, cho nên hôm nay chú được cái em Khánh Lầy thì nó hỗ trợ cho chú được nhiêu tiền mà chú mặn được mới có nhiêu cây ạ? Cái này nó cho con. Dạ, cho dạ, con. Cho cây này cũng. Dạ, cho cây rồi mày kia hen, dạ. Cho mấy con này. Rồi chú mặn ngay bao lâu rồi mà chưa rồi? Dạ, 2 tháng mấy là phải. Dạ, 2 3 tháng nay. Dạ. Vì chú không có tiền á nên vậy cái ngành nhà chú chưa cán được thì thành như cũng chưa xin dừa được mà để mặn dắp. Thì giờ chú tạm ở nhờ dùm cái nhà của người em ở gần, cho nên hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đến đây có trao tặng cho chú một phần quà và 800.000 tiền mặt. Kính mong quý nhà hảo tâm mắt nhìn cuộc đời Canada cũng như cụ ông Quách Văn Liên thì được biết qua những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vùng sâu vùng xa của tỉnh Trà Vinh, người dân tộc là rất nhiều, cho nên bà con rất nhiều và khó khăn bệnh tật. Mắt nhìn cuộc đời Bến Tre cũng kính mong quý nhà hảo tâm có kinh phí để gửi giúp cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đi trao tặng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và được nhiều hơn nữa. Dạ, Nam Mô Đà Phật, xin lễ phép kính chào.